Còn bạn trẻ con lại tham ăn nữa này.
đây đi. Đỏ giấy khai lý giấy khen ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi xin cắt chìa khóa khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy. Quản bên kia đang được tiếng được chưa được chìa khóa, ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân có ép lắp bích kìa đỏ. Thank you.
Với quen các chất lượng cao với đa dạng từ trung tâm ứng dụng công nghệ lớn góp vào máy xe chứng minh nhân dân có các máy này từ chuyên cắt chìa khóa khóa nhà khóa tủ khóa xe máy. Hàng đầu với gạo ấy, à, đây là màu đỏ mà, à, màu cấp.
phan sống nó xào hả? Phan sống đó ốc riêu xào hả? Xào xào như quả bí nữa. Không, cái này lấy đi lấy gạo ấy làm xôi ấy. Ông bí đó ông à? Ông bí đó ông à? Má hồ quay rồi, má hồ quay rồi. Cái má lại nè.
Ha
ăn đi trà má hoài nhưng đại đẹp luôn. Bữa nay rồi đó. Hoài kia hoài đó mà lại hay mà. Đã được thoát được chưa à? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này á? Ừ. Nhưng mà đá lép phải cái này như loại này mới đẹp này. Tôi sợ là cái đấy. Để lên trên đây một ít không sao nhưng bên kia. Con bé nó ra được.
đây nè. Thank you.
Phương Thiên Long nha. Rất ngon mày lá. Chị nhớ cổ. Chị kê. Ô thật chẳng mà chị kê nhá. Ô anh ốt phết hơn luôn, anh kế phết hơn. Kế phết hơn rồi. Thank you.
đâu? Đang ngắm cái gì đấy? Ăn được mà. Đông rồi. Ăn cả hết rồi đấy. Tìm máy nhưng mà quạt này chắc không ấy. Giá là 2 luôn. Không có kỳ đấy đâu. À, chị cân. Bao nhiêu một cân đó? Cân 25.000. Này bắt dễ vậy hả? Hồng dương âm, hồng dương âm. Dương âm. Cái quả kia chín à? Ăn thử đi ạ. Quả chín đang ăn. 25.000 nè. Quả chín đấy. Quả chín đấy. Quả chín đấy. Quả chín đấy. Quả chín ở đây. Ăn đi ăn đây. Cho một tí. Chín con không. Chín chín đấy. Họ mừng âm nhỉ. Chỗ mình để vào cũng đấy. Ngon quá, cái này ăn ngon quá. Biết rồi nhưng mà nó tham ăn đấy, ngâm cho được ấy. Cũng như quả bé mà. Cũng ăn như quả bé mà. Có nhiều, có tôm, có nhiều. Sợ nó ấy à. Tầm một thùng á. Thank you.
mua bà bè. Không, công lại không chết một khách. Học năm hả? Đều. Đều nè. Ăn quả 19 thì em phải bỏ ra. Bóc bóc nha. Thế họ bảo màu xanh nó nên nó ngon hơn. Tôi làm 3 ngày, về nó 2 ngày. Thank you.
nó mà không có đâu nhá. Bây giờ nó có loại nhiều loại giống hơn. Lấy về. Chưa ngâm à? Chưa ngâm. Cái này ăn được nhưng mà hơi chắc. Chắc được vậy. Cái này cái này vàng rồi. Cái này lấy về lâu hay sao? Mới dán cái này cháu. Vừa mới lấy mà. Xanh loe. Có của. Có đấy, hàng báo gốc đấy. Loại này. Nhưng mà bà của bà quá to hơn một tí tí. Thế bà mới bảo vào xem ấy nha. Cái này lấy trên tôi. Ăn được ngọt lắm nhưng mà chắc không. Xem cái túi nào.
Thank you.